Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay Minh Hải miền Đông lại tiếp tục gửi tới các bạn với một câu chuyện mà người con dâu đã chia sẻ lại trong đêm tân hôn của mình. Và câu chuyện như thế này: dâu trẻ méo mặt khi đêm tân hôn chưa kịp động phòng thì mẹ chồng vác gối sang nằm giữa, và phản ứng của chồng. Vậy mà mẹ chồng em lại nhìn thấy, rồi sang chỗ ngồi của thông gia để trách cứ. Đến nỗi bố em nóng mặt và nói với em: con bảo con rể đừng làm thế, bà thông gia không thích như vậy đâu. Kết hôn cả tuần rồi nhưng em và chồng vẫn chưa một lần được nằm cạnh nhau, các anh chị ạ. Kể ra thì thật oái âm, nhưng quả thật tối nào cũng vậy. Mẹ chồng em luôn tìm cách để phá đám các con. Đây là một câu chuyện rất là lạ đối với một người mẹ chồng như thế này. Em có thể hiểu được phần nào tâm lý của mẹ chồng. Là quá phụ từ khi còn rất trẻ, bà một mình nuôi con trai khôn lớn. Vì thế mẹ chồng em luôn xem con trai mình là vàng, là bạc. Trước đây chồng em từng nói, mẹ anh bị bệnh khó ngủ, đêm lại rất hay mơ gặp ác mộng. Vậy nên đêm nào cũng vậy, chồng em vẫn luôn trải đệm nằm ngoài cửa phòng của mẹ. Nhờ vậy mẹ chồng em mới an tâm để mà đi ngủ. Sau này khi có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn, em cũng dần nhận ra tính cách mẹ chồng. Trong mắt mẹ chồng em, không một ai có thể đụng vào con trai mình. Hồi ấy em và chồng có chơi đùa với nhau, vô tình em làm anh ấy bị xước ở mặt. Vậy mà mẹ chồng gọi em sang tận nhà để nói về chuyện này. Bà dặn: cháu sắp về làm dâu nhà bác, vậy nên bác cũng chẳng giấu cháu làm gì. Trong nhà này không có chuyện vợ bắt nạt chồng như cháu làm với con trai bác. Nếu còn một lần nào nữa, bác sẽ bảo bố mẹ dạy lại cháu đấy. Nghe mẹ chồng nói, em có chút hoảng hốt. Không ngờ chỉ vì một vết xước nhỏ mà bà lại trách em như vậy. Thế nhưng sau chuyện này, em cũng rút ra bài học của bản thân rằng không bao giờ cãi nhau với mẹ chồng. Mặc dù vậy, vào ngày cưới của vợ chồng em, mẹ chồng vẫn hằn học em vì một chuyện vô cùng nhỏ. Hôm ấy bị say xe, di chuyển quãng đường dài. Mấy ngày trước đó lại bận rộn chuẩn bị đám cưới nên mệt mỏi là chuyện bình thường. Vậy mà mẹ chồng em lại nhìn thấy, rồi sang chỗ ngồi của thông gia để trách cứ. Đến nỗi bố em nóng mặt và nói với em: con bảo con rể đừng làm thế, bà thông gia không thích như vậy đâu. Chuyện vẫn chưa kết thúc. Vào đúng đêm tân hôn của vợ chồng em, mẹ chồng lại tiếp tục gây khó dễ. Khi bọn em chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì nghe tiếng đập cửa bên ngoài. Lúc đầu chồng em không ra mở cửa, mẹ chồng liền đứng khóc bên ngoài. Đến giờ là một tuần mà vợ chồng em vẫn ngủ cùng mẹ chồng. Thấy khó xử, em mở cửa cho mẹ chồng vào thì bà xông vào giường ngủ và chen vào nằm giữa. Mẹ chồng em bảo nằm một mình không có ngủ được. Lâu nay bà đã quen với việc có con trai nằm bên ngoài cửa phòng rồi. Chẳng hiểu sao lúc ấy chồng em lại nháy mắt ra hiệu để mẹ ngủ cùng. Cuối cùng cả đêm hôm ấy, chồng và mẹ chồng em ngủ ngon lành, còn em thì thao thức suốt đêm. Đến giờ là một tuần mà vợ chồng em vẫn ngủ cùng mẹ chồng. Nói chuyện thì chồng em bảo để mẹ quen dần. Nhưng cứ đà này, mẹ chồng em sẽ quên là việc ngủ cùng các con mất thôi. Các chị có cách nào hay không? Chị giúp em với. Vâng, đây là một câu chuyện tôi thấy quá hy hữu mà cũng quá kỳ cục đối với một người mẹ chồng như thế này các bạn ạ. Khuyên cô làm sao? Cô chú chị cho cô ta một lời khuyên về một là cuộc tình cũng như đêm tân hôn của cô ta. Thật là buồn gặp một người mẹ chồng như thế này, tôi thấy nghĩ là giống quá gì.
đến tân hôn của con mà lại chung giữa nằm. Một bên là con dâu, một bên con trai, bà thì nằm giữa. Thiệt quả thật, đây là một câu chuyện mà tôi nghĩ rất là oái âm cho là cái cô dâu này. Mong cô chú anh chị giúp đỡ và cho cô ta một lời khuyên, và cũng như là chia sẻ bình luận về câu chuyện này. Đến đây thì tôi xin tạm dừng video lại. Hẹn gặp quý vị và các bạn những video tiếp theo trên kênh của Minh Hải Miền Đông. Xin chào, tạm biệt.